Hello anh em nhá, lại là Kanji em đây. Hôm nay tôi sẽ là lấy cúp đẹp lân chiến đấy anh em. Và anh em hãy cùng theo dõi quá trình này của tôi nhé. Let's go. Ok, anh em đợi tôi tìm ra cái chế độ cúp cúp đâu đã. Tôi ta, lúc nãy tôi đăng nhập vào vẫn thấy có cúp đẹp lân chiến mà không thể hiện ở đây anh em ạ. Hay là kiểu nó chưa cho ra đây nhỉ. Anh em đợi tôi tí nhá. Và sự kiện thế nào. Ok đây rồi anh em ạ. Ok, hôm nay gọi là tôi sẽ gọi là một quá trình là cái cúp này về cho anh em xem nó đẹp về cái mức nào nha. Sẽ trở thành nhà vô địch trong Free Fire nha anh em ơi. Let's go. Mọi năm thì tôi toàn thua thôi anh em ạ. Mọi năm kiểu tôi không mấy được cúp anh em ơi. Năm nay quyết định tôi phải giành cái cúp. Mọi năm cứ vào đến bán kết là thôi gãy mất rồi. Mà toàn kiểu bị gãy những pha gọi là ngáo ngơ thôi. Nhưng hôm nay tôi quyết định gọi là bắn cẩn thận để lấy cúp nha anh em. Ok, let's go. À, địch mua sầu quân anh em ơi. Sầu quân thì tôi đúng là giống bay phượng múa anh em ạ. Hồi xưa thì tôi hay chơi MB nhưng mà từ lúc mà không có skin thì thôi chuyện qua gọi sầu quân anh ạ. Cứ súng được qua skin thì tôi chơi rồi. Cậu skin nó mạnh mà. Ok, thanh niên này đúng bùa. Thì cái luôn đúng bùa thì ngộ không chợ. Tôi ngộ không em ạ. Này thì ngộ không hết son. Thôi này thì ngộ không này. Ok anh em ạ, em thấy không? Giải quyết nhanh không? Quá là ok đúng không? Nhanh gọn lẹ anh em ạ. Quan trọng gì hết son đâu đúng không? Anh em đừng có quan trọng hóa vấn đề headshot quá nhá. Tại vì nhiều khi anh em cứ quan trọng hóa vấn đề headshot là kiểu bạn nó không được ok đâu. Tại vì không phải lúc nãy headshot đâu anh em ạ. Em đừng có quan trọng hóa quá. Ok, mình không đến luôn này. Tự nhiên lại đút đầu rồi. Để hết. Ok anh em ơi. Anh em thấy không? Anh em cứ kiểu đừng có quan trọng hóa headshot quá. Anh em cứ bắn thôi, kiểu gì nó cũng bảo đảo. Anh em hiểu không? Đấy, nhiều khi nhưng cái quan trọng headshot là không cân 3 cân 4 đâu. Bình khi mình kiểu mình thích kiểu cân 3 cân 4 hơn là headshot anh em ạ. Với cách di chuyển với cả cách bắn ấy. Ok, cho đây thì mình xài hai gia tô nên mình mua sầm quân anh em ạ. Đấy, anh em cứ xài gia tô em bắn sầm quân để áo thu và đòi nát giáp anh em ạ. Tại vì nó khỏe mà, nó xuyên giáp cao với cả thủ tốt. Thế nhiên lại đu đầu à. Thôi mình không công anh em ạ, mình bình tĩnh một chút. Để lấy chắc cái good anh em ạ. Kiếm cái hành động đi khoe cho nó đẹp, cho nó đau một chút chất anh em ạ. Đâu rồi, thanh niên đút vào rồi. Cho quả điểu băng này. Cho đi. Về đây, để thấy giờ mình đi ra không? Sẽ cái đây. Về đây. Vỡ đầu này, muốn phiên anh em ơi. Mình tính nhé. Nào. Không. Ê, chọt anh em ơi. Đấy, em thấy không? Lại là một pha hết sọt để đưa vị trí của Kanji em. Nói chung là mình thấy cái này nó cũng dễ thôi anh em ơi. Sinh tồn mấy cả. Tại vì sinh tồn mấy cả tử chiến thì mình thách đấu hết rồi. Thì mình còn mấy cái độc lan triển là mình bị có bạch kim đấy anh em ạ. Bây giờ mình vào mình lấy cái cúp này gọi là thể hiện cái kỹ năng của mình bắt đầu ở thiên lại nè. Nào mày thó ra. Đó. Nào. Nào đây vãi vỡ đầu thế anh ơi. Ông túi hết sọt anh em ạ. Trận này 4-0 rồi anh em ơi. Trận này khả năng khá là cao anh em ạ. Ok. Điểm quyết định anh em ơi. Nhưng mà đây mới chỉ là trận tứ kết anh em ạ. Đấy. Là mình sẽ cố gắng bước vào chung kết và giành cái cúp cho anh em xem ấy. Ui. Chết rồi. Thôi hai bạn em mình thua luôn anh em ơi. Địch mua Hadouk thì mình thua luôn rồi. Tại vì mình khe Hadouk mà nó là khắc tinh của mình em ạ. Mình bắn không bắn được Hadouk anh em ơi. Bắn kém lắm. Đồ rồi. Đấy. Một viên chuột này. Nghe thấy không? Mình bắn cái đấy. Hai viên chuột ốc. Ba. Bình tĩnh em ạ. Bốn này. Năm này. Sáu này. Ok anh em ạ. Chết. Oh. Mình chết anh em ạ. Không phải địch. Mà anh em thấy không? Bắn 6 viên thì trúng một viên anh em ạ. Đúng là đời. Sau người xong bắn khe đúp để gà thì không biết là anh em là coi là bắn đúp như mình không khi hay là bắn đẳng cấp thì mình cho mình một khóa gọi là học bắn đúp online á. Rồi anh em thích nhá. Còn có ra quế thôi không là lật kèo đấy nhưng mà cười phải chắc tí. Được không? Rồi đấy. Một viên này. Hai viên này. Ba viên. Ôi trời ơi. Hai thằng cướp nào bắn chụp nhau anh ạ. Đẹp. Mình đi. Bốn này. Thanh niên này bắn Hadouk cũng gà thôi anh em ạ. Mình thấy thanh niên này bắn cũng gà thôi. Nhưng mà mình còn gà hơn nữa cơ. Đấy. Điều là khá là buồn đấy anh em ạ. Không sao anh em ơi. Phải đây gỡ lại. Gỡ lại. Xem nào. Một súng gì đây. Sắp khân mặt rồi anh em ạ. Thôi trận này làm cây gọi là B90 anh em ạ. Làm tí tiểu liên cho anh em biết. Cái trình độ tiểu liên của mình anh em ạ. Chứ bắn sầm cân anh em lại nghĩ là mình rũi giáp, mình không biết bắn kiểu liên headshot anh ạ. Ok, và lại mình gọi là để mình công qua mình cho nó bay mũ luôn này. Đâu à, lại núp đâu à. Thanh niên này, phòng bèo phết nhỉ. Ở đây ngủ không à. Định mình định. Đó, to ra.
ngủ không thì mình chơi lại ngủ không anh em sợ gì đâu, mình cũng có ngủ không mà. Hết sọt này, hết sọt này, ôi vãi à anh em ơi, à vãi, ôi một máu ra. Thanh niên này chơi game thấp gương vậy anh em, vãi. Thanh niên này chơi game chắc là thấp gương rồi. Mà phải đấy mình vẫn phải cỡ là hơn 200 đam đấy đúng không anh em, mới tính cho mình cái pha đẹp với chứ. Mình nghĩ pha đấy phải hơn 200 đam mà nhiều khi game cứ ảo ảo. Thế đã anh em ơi, thế ra nút quần màu đấy à. Thôi thôi anh em ơi, mình thích nha. Tôi vẫn có đó thì chó vẫn có mầm tôm nha anh em ơi. Cứ sơn sâu là chó cắn nói gì các bạn, mình thích hả. Còn ít máu đây anh em ơi. Nào cho phần điểm ăn này, đây ép chó đây, ok. Trận đầu tiên gọi là giành chiến thắng, gọi là khá là vẻ vang anh em ạ, với tỷ số là 50 đấy, 53 thì phải anh em ơi. Ok, trận đầu tiên khá là dễ dàng anh em ạ. Ok, sang chúng ta chuẩn bị bước vào trận thứ hai thôi nhỉ. Ok, mỗi năm mình toàn dừng chấm đợi trận tại cái là vòng bán kết anh em ạ. Hôm nay cố gắng bước vào chung kết và lấy cúp thôi. Ok, nhớ là bán kết rồi. Lại là địch mua xuống em ơi, không biết là địch mua cái gì này, có quy à? Có quy Apple em ơi, ký hiệu quả táo kìa, nhìn giống mấy dân solo đấy. Giống mấy thằng mà solo kiểu map nhỏ ấy. Mình bắt đầu mình thấy hơi run run này em ạ. Mấy thằng mà đặt tên kiểu này hay kiểu là dân map, kiểu dân solo đó, đẳng cấp lắm. Nên mà dân solo vào mấy cái này thì là chúa luôn em ơi. Thành nên cho mình một con đĩa này đi điệu băng này, vì dĩ à. Này cho được qua lại của đĩa băng luôn em. Ok, lại yếu rồi, yeah, em quân không có được. Công luôn anh em. Ok chưa anh em, dễ dàng chưa. Cái mắt bài thì khó kéo tâm anh em ạ. Anh em cái mắt bài bây giờ khó kéo tâm lắm, không kéo không đâu. Nên là anh em cứ dụi giáp thật mạnh như mình nhá. Mình là thắng là được rồi, tại vì mình bắn cúp mà, khó giành cái cúp rồi. Quan trọng thì hết sót đầu đúng không. Mình cho quả đệ băng trước đây. Ồ, hai thằng chọn đều băng nhau, mình là người chọn anh em. Vào đây địch lần mới chúng. Mình quần mót anh nhá, thế nhìn thì giả vờ AFK là AFK thật đấy. Này con đơn em, để. Này thì AFK này, này. Ô, mình thấy tên thanh niên này kiểu cứ dân solo kiểu chắc là bắn cái này kinh lắm. Nhưng mà thấy thanh niên này cứ ngâm ngáo anh em. Nên phải gặp mình là run nhỉ. Khả năng thanh niên này gặp mình run mẹ rồi anh em ơi. Quan trọng là mình để cái nền từ chiến ấy. Nên là các thanh niên kiểu sợ luôn, mình bắn từ chiến kinh chứ. Thì vào đây mình quẩy đát luôn như vậy. Ok, trận này mình sẽ là mua tiệu lên nhá anh em. Mới đây là skin phục sinh mình được thử anh ạ. Được thử 7 ngày chứ không có anh em. Đây, này thì chó yếu băng nè. Thò là đi thôi. Mình thì bắn cái áo thú hết sọt thôi nha. Mình không quan trọng nhưng mà mình kiểu nâng đấm máu mình rồi. Nó cứ tự hết sọt anh em ơi. Nhiều khi mình không thể hiểu tại sao đâu đấy. Ok em ơi, tiếp tục là một pha đại đến từ vị trí của Kanji em. Đâu rồi? Thì nhìn đâu rồi, lại đúc đâu rồi? À đây, đây. Này không, này thì thò, thanh niên ảo đấy, thanh niên thò ra ảo đấy. Mình cố cái góc đấy, mình bắn đi thanh niên bắn vào đầu bệnh đúng không? Thanh niên thì khó hơi gà hải rồi. Bốt bốt thì nào vậy? Dễ dàng quá anh em ở game mình đấy, dễ dàng quá. Mùa mấy quay còn thì mình, anh em thấy cái setting của mình vừa khoe đâu. Setting này là setting của mình, giờ mình đeo cái ông sách viên đứng ngoài rồi. Sách FF ấy. Vậy mình theo từ ngày xưa, ở từ lúc mình chơi game rồi. Sau này thanh niên lại mua sâu quân đi thôi, xong rồi. Đây, mình đưa mình check kem vào đâu đó nhá. Mình thấy nhau cho được vật liệu băng check chưa này. Cứ bản check không thoảng tiếng nhau ở lấy cái cúp ấy. Ôi, mình chạy vào liệu băng của mình luôn rồi. Mình thấy nhau ơi, hai thằng đều bay mua. Ơ, thanh niên công ảo thế. Công ở đây thì mình xin nhá. Lại mà một pha gọi là thắng lợi khá là vẻ vàng đến từ vị trí của Kanji em anh ơi. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Kanji em. Nói chung mà mình thấy được cũng dễ dàng rồi em. Mỗi năm mình bắn cầu mình bắn ảo đấy anh em. Năm nay mình kiểu mình quay cái video này thì mình bắn chắc thì cho nó đẹp anh em ạ. Chứ bắn gà nó đỡ quá anh em lại khinh anh em lại chê mình bắn gà. Mình cứ một kỹ năng đi thôi, chắc tí trận chung kết anh em ơi. Ok, mua cây sọc gần bắn cho nó chắc nhá. Tại vì từ đấy mình bắn thầm dần thì mình khá là ok nhưng mà khá là chất chơi người rồi. Ok rồi, let's go. Cố gắng nghỉ cúp thôi. Ôi, thanh niên lại đâu rồi? Mình thì mình toàn công đây ạ, mình không thủ đâu. Ui, một khỏi đều băng à. Ui, thanh niên này. Thanh niên này chơi cái gì đây? Chơi gì đây? Thanh niên này xài cái nhân vật. Cái nhân vật mà
Phi Phi đó, cái mày quét anh em nó Phi mọi người mình ấy làm nó lộn vị trí luôn, ok. Ô xài có niệm vật này ok nhưng mà chơi cái cúp hay là chơi gì thì anh em xài cái đấy. Phải có niệm vật này ok đấy. Phát hiện vị trí của mình luôn. Thảo nào địch chọn lại băng chuẩn thế không biết. Mình chọn phần trước, đấy lại chúng này em thấy không? Lại chọn liều băng chúng này, bình tĩnh nhé. Biết chọn. Ok, em mới may mũ rồi nha, bình tĩnh nhé. Này thì lại không sang nè. Tất nhiên, mình kẹo là. Đấy, cho nó cái AK đồng xanh vào đầu luôn. Anh em kẹo, anh em kẹo thế này ạ. Anh em đánh là tâm lý cái địch đúng không? Địch thấy mình thích đấu này. Lại còn có sở kim dị nữa. Thế địch sợ luôn rồi còn tính nữa. Anh em cứ đánh vào tâm lý địch ạ, mình kẹo cho. Cái này không phải kẹo bình thường đâu nha. Kẹo này là kẹo có lại có kỹ năng đấy. Chuyện này là đánh vào tâm lý cái địch giúp địch khoảng sợ và rung sợ. Không bắn được nữa nha. Lại mua tiểu liên đi lại xong với mình rồi. Đâu rồi. Thế nhiên, ơi. Bình tĩnh em ơi, lỗi. Thanh niên này nhưng mà không hiểu sao thanh niên này chọn liều băng chuẩn đấy nhỉ. Thanh niên đang chạy về phía trước kìa. Thế mình đằng sau phát chọn luôn được có liều băng quẹt quạt dàn sau chúng như một áo vãi. À, là cả chân này gặp thánh nhiều bằng đó. À, bình tĩnh em ạ, thanh niên này bật được khá là chắc ạ. Mình cho vào liều băng lại này. Ấy, thanh niên, phát này chọn liều băng chưa thế nhá. Chọn liều chưa thì thanh niên này định tới xấu rồi em ơi đâu à. To ra đấy. Ê, mình nghe đến chân bên này anh em ơi. Này, thế. Đây rồi. Thấy chưa anh em thấy chưa? Gặp mình thì đừng có công, chỉ có thủ thôi, công là chết ngay. Anh em nhá, nhìn cái tên đại ca lớp 53 này này. Thì thủ đi nha, núp đi, đừng có công. Chỉ không ba là mình cho bay mũ liền hẳn. Rồi, chỗ này chắc là mua tiểu nữa đi. Nhiều súng và không biết mua súng gì anh em ạ. Rồi, đi sợ mình bật oan sổ. Nó tự mua cho mình rồi anh em ơi, nó tự mua với cái tỉa rồi mà mình có biết bắn tỉa đâu. Thôi xài luôn bi chính luôn. Này thì chọn lấy băng này. Thanh niên này chọn lấy băng chuẩn thế à, háo vãi. Thà mình chưa gặp ai chọn chuẩn như này luôn ấy. Trận này khá căng căng anh em ạ. Trận buổi cung mà thấy căng thẳng quá đi. Mình bắt đầu bị hơi run run rồi. Mình hơi căng thẳng rồi anh em ạ. Bắt đầu hơi lo lắng rồi đấy. Cố dành cái cúp để quay video cho anh em xem. Thế, đây rồi lại chọn tiếp chúng đấy. Thế nhưng mà thanh niên phải nằm xuống em á. Chọn được quả liều băng ra thì cũng phải nằm xuống mà thôi. Bố đó hay rồi, ok. Khỏi đây thì mình nắm chắc phần thắng đây rồi. Bố đó hay thì tầm này mình không sợ thằng nào nữa em ạ. Tầm này mình cứ không qua mình cho viên cho chết luôn nếu nhanh em ạ. Cho xăm luôn lấy cái cúp cho con đen. Thanh niên đâu rồi? Bình tĩnh nha, tại mình không qua nào. Mình thì tính của mình thì nó cứ không thôi nha. Mình không thủ đâu, mình chơi game à. Kiểu nó ngấm vào máu mình người anh em ạ. Một thằng cấp máu thôi nhiều khi bị chửi cơ mà. Có khi cấp không chết vì người ta chửi. Nhưng mà mình quen rồi. Kệ mà kệ anh em ạ. Bình tĩnh nhá. Thanh niên này. Thanh niên này không. Thanh niên này. Ủa cạn ghim vào đầu rồi anh em. Nào ghim lại nào. Ghim lại ok cho anh em. Bạn đang phần này mình kéo tấm đạn và đang ghim vào đầu. Nhưng mà tranh thủ luôn kéo phát nữa là ăn bùm lẹo. Ok em ơi dành chiến thắng đấy à. Để cúp đấy á. Anh em thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok, let's go. Nhà vô địch đệ ca lớp 53. Yeah.